Cuối cùng, Nhã Phương cũng treo status đầu tiên, lộ lý do mặt như đưa đám khi được cầu hôn khiến Trường Giang đọc xong tím mặt. Thái độ miễn cưỡng của Nhã Phương khi được bạn trai cầu hôn khiến dư luận bàn tán. Trường Giang đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi vừa công khai cầu hôn Nhã Phương trong lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 23. Chưa nói đến việc chương trình trực tiếp bị gián đoạn vì màn tỏ tình của Trường Giang, mà phản ứng có vẻ hơi miễn cưỡng của Nhã Phương cũng là điều khiến dư luận bàn tán. Sau khi được cầu hôn chớp nhoáng và chiếm hết storyline trên mặt báo, về nhà Nhã Phương đã treo ngay status nhưng không hề đá động gì đến việc này. Cụ thể, nữ diễn viên chia sẻ, Yêu Đi Đừng Sợ được bình chọn là bộ phim được yêu thích nhất, là một trong 4 giải Mai Vàng đầu tiên của lần thứ 23 tổ chức. Vui mừng, hạnh phúc nhưng vẫn không trọn vẹn khi vắng anh. Khi anh em mình không được chúc mừng nhau và cùng nhau đến trong lễ trao giải tối nay. Theo đó, Nhã Phương buồn vì đạo diễn người Mỹ gốc Việt Stephen đã qua đời vào tuần trước. Niềm vui đạt giải của cả ekip phim Yêu Đi Đừng Sợ không còn trọn vẹn. Ngoài ra, cô không đá động đến màn tỏ tình, gây ồn ào trên sóng trực tiếp của bạn trai. Đồng thời, Nhã Phương đang bức ảnh chụp cùng đoàn làm phim Yêu Đi Đừng Sợ như một cách để tưởng nhớ nam đạo diễn quá cố. Tuy nhiên, ở dưới phần bình luận, người hâm mộ đa số đều để lại bình luận về màn cầu hôn của Trường Giang. Có nhiều ý kiến trách móc Nhã Phương vì thái độ khó hiểu của cô khi được bạn trai cầu hôn. Khoảnh khắc xúc động của cặp đôi vào buổi tối ngày hôm qua. Trường Giang còn hôn lên trái Nhã Phương trước sự chứng kiến của hàng nghìn người. Màn cầu hôn chóng vánh của Trường Giang gây ra nhiều tranh cãi. Nhã Phương gượng gạo anh trai từ mặt Trường Giang. Cầu hôn thành công nhưng bị anh trai từ mặt. Trường Giang nên vui hay nên buồn? Showbiz tưởng như sẽ có một ngày êm ả, thì tất cả đều bất ngờ khi có sự kiện hot nhất từ đầu năm đến giờ. Trường Giang ngỏ lời cầu hôn Nhã Phương sau những ồn ào nghi vấn chia tay thời gian qua. Cụ thể, trong lễ trao giải Mai Vàng tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Giang được vinh danh nhận giải nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất. Khi lên nhận giải, nam danh hài bất ngờ dành những lời tình cảm có cánh và tiến tới ngỏ lời cầu hôn Nhã Phương. Trường Giang chia sẻ, tất cả những gì của anh đều là của em, hơi thở của anh cũng là của em. Từ hôm nay em hãy gọi anh là chồng, em hãy về nhà của anh và sắp xếp cuộc đời anh. Trước sự cổ vũ của đông đảo đồng nghiệp có mặt, dù bối rối và không tự nhiên, nhưng Nhã Phương cũng đồng ý để Trường Giang đeo nhẫn cho mình. Trường Giang cho biết mình muốn cầu hôn bạn gái ngay trong đêm trao giải, vì muốn một lần thể hiện rõ tình cảm chân thành của mình. Nhiều người nhìn màn cầu hôn của Trường Giang, nhớ tới màn tỏ tình của Trấn Thành với Harry Won trong quán bar hay tim cầu hôn Trương Quỳnh Anh ở rạp chiếu phim thì rõ ràng Trường Giang đang chơi trội hơn hẳn hai người đồng nghiệp. Trong khi Trường Giang cầu hôn Nhã Phương thì anh trai của danh hài đồng thời là quản lý của anh thể hiện thái độ không vui, thậm chí không muốn liên quan gì đến Trường Giang. Viết trên trang cá nhân của mình, anh trai Trường Giang cho biết, tôi không liên quan đến cuộc đời ai nên vui lòng không gọi và inbox. Từ hôm nay, tôi cũng không còn là quản lý hay anh hai của ai cả, nên làm ơn để tôi sống cuộc sống của mình. Cầu hôn thành công nhưng bị anh trai từ mặt, Trường Giang nên vui hay nên buồn? Nghi vấn Trường Giang và Nhã Phương cãi nhau sau màn cầu hôn bất ngờ. Trên Facebook đang lan truyền tin đồn, Trường Giang và Nhã Phương đã cãi nhau sau khi rời khỏi lễ trao giải Mai Vàng. Tại lễ trao giải Mai Vàng tối 18 tháng 1, Trường Giang đã bất ngờ cầu hôn Nhã Phương khi đang phát biểu nhận giải. Thế nhưng ngay sau đó trên mạng đã xuất hiện không ít tin đồn về việc hai người đã cãi nhau sau khi trở về. Nhã Phương không thoải mái trước hành động cầu hôn gây chú ý của Trường Giang. Một cư dân mạng được cho là sống cùng khu chung cư với Trường Giang kể rằng cả hai đã cãi nhau to, thậm chí còn khóa cả thang máy. Thông tin cặp đôi cãi nhau đang được người dùng mạng xã hội chia sẻ rầm rộ. Thực hư chuyện này tuy chưa rõ, nhưng đa số mọi người đều tin vào việc cãi nhau. Bởi phản ứng gượng gạo của Nhã Phương khi được Trường Giang cầu hôn, cô nàng không đứng dậy với vẻ hạnh phúc như mong đợi, mà chỉ ngồi im với biểu cảm cứng ngắc khó xử. Sau đó Trường Giang đã xuống đến tận chỗ ngồi của Nhã Phương và trực tiếp kéo tay cô để đeo nhẫn. Khi đến với lễ trao giải Mai Vàng, Nhã Phương Trường Giang không cùng xuất hiện. Nhã Phương đã sánh đôi cùng Ngô Kiến Huy tại thảm đỏ và ngồi cùng anh trong đêm trao giải. Trường Giang chỉ xuất hiện bất ngờ ngay khi được đọc tên nhận giải nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất. Một người bên ban tổ chức cho hay họ đã nghĩ Trường Giang không tham gia đêm giải, nhưng vì màn cầu hôn bất ngờ này mà Trường Giang đã bị quá giờ và phải ngưng phát sóng trực tiếp dù chương trình chưa kết thúc. Đến gần hết chương trình, Nhã Phương và Trường Giang mới cùng nhau ra về và vẫn giữ im lặng trước những câu hỏi của báo chí.
Giữa lúc cả showbiz chúc mừng sau việc lớn tiếng chỉ trích màn cầu hôn của Trường Giang là lố bịch, treo hẳn status giăng mặt. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng về màn cầu hôn lố bịch của Trường Giang. Mới đây, Trường Giang đã làm dậy sóng cả showbiz Việt khi bất ngờ có màn cầu hôn nhà Phương trước hàng nghìn khán giả ngay tại lễ trao giải Mai Vàng. Trường Giang vừa nói vừa cầm nhẫn trên tay, tất cả những gì của anh, nhà cửa, xe cộ và cả hơi thở đều là của em. Từ hôm nay em có thể gọi anh là chồng và hãy về nhà của anh để sắp xếp lại cuộc đời anh. Nếu hôm nay em không nhận lời, thì ngày mai mọi người sẽ không thấy anh ở đâu nữa. Ngay sau khi bày tỏ, Trường Giang gần như lao như bay về phía ghế ngồi của nhà Phương. Dường như bất ngờ vì màn cầu hôn đột ngột khiến nhà Phương khá bối rối. Mãi đến khi Trường Giang nhẹ nhàng cúi xuống trao nhẫn và hôn tay, nhà Phương mới nghẹn ngào gật đầu. Vẻ mặt hạnh phúc của Trường Giang sau khi nhận được cái gật đầu của bạn gái. Tuy nhiên, hành động lãng mạn này của Trường Giang cũng được cho là đã vô tình chiếm sóng trực tiếp tại lễ trao giải Mai Vàng, khiến cho chương trình phát sóng trên truyền hình trực tiếp phải kết thúc ngang. Không những thế, nhiều nghệ sĩ còn cho rằng màn cầu hôn ngay trên sóng truyền hình của Trường Giang là lố bịch. Nữ diễn viên Cát Phượng viết, trong cách nói của Trường Giang với hơi thở gấp gáp, nói như muốn khóc của Giang, cô cảm nhận được một điều, nếu em không nói được hôm nay, em sẽ không còn cơ hội để được nói. Mong em hãy yêu nhà Phương và hãy tôn trọng em ấy hết mức có thể như em đã từng. Trong giới showbiz sẽ không có người con gái ngoan hiền và lành như bé nhà Phương. Tài năng thì miễn bàn, hãy luôn giữ và trân trọng. Hạnh phúc nghe hai em của chị, hãy luôn nắm chặt tay nhau để cùng nhau bước trên con đường êm phẳng và hãy cùng nhau vượt qua những khúc quanh gập ghềnh của cuộc đời nhé. Xem clip mà chị đã khóc, khóc như đứa con nít, có lẽ chị Cát của mày đã quá vui và hạnh phúc khi thấy thằng em của mình đã chính thức lớn, thương. Sau khi chứng kiến màn cầu hôn của Trường Giang, Đoàn Thành Tài đã treo hẳn status giăng mặt. Nam diễn viên cho biết, lố bịch chuyện Trường Giang cầu hôn nhà Phương trong chương trình truyền hình trực tiếp trao giải Mai Vàng lần thứ 23. Là một người nổi tiếng thì bạn phải biết đây là một chương trình truyền hình trực tiếp. Thời lượng chương trình được tính bằng giây, nếu vì chuyện cá nhân của bạn mà làm ảnh hưởng tới người khác đang ngồi xem bên dưới, bao nhiêu tiết mục của các nghệ sĩ khác bị cắt. Phóng viên nháo nhào chụp ảnh cầu hôn của hai bạn khi chương trình đang lên sóng, làm cho buổi lễ đang long trọng bỗng phút chốc thành như cái chợ. Như thế có quá đáng không? Là một người nghệ sĩ thì bạn phải ý thức chuyện đó chứ. Đừng đem chương trình tôn vinh nghệ sĩ ra làm trò hề rẻ rúng như vậy. Tội cho những người làm chương trình và báo người lao động lắm. Có câu, sông càng sâu càng tĩnh lặng, lúa càng chín càng cúi đầu. Khi mình càng nổi tiếng thì mình phải rất ý thức là mình ở đâu và làm gì. Với tư cách là một người đàn ông, là người tham dự chương trình, là một người được đề cử hạng mục nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, thì Tài nghĩ chuyện cầu hôn bạn gái là một điều rất thiêng liêng, không nên cầu hôn trong không gian như vậy. Vài góp ý mong bạn tốt hơn với màn cầu hôn sau. Cuối cùng, Tài cũng không quên chúc mừng hai bạn. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc nhé! Ngay khi vừa đăng tải, dòng trạng thái của Đoàn Thanh Tài nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn từ khán giả. Bên dưới phần bình luận rất nhiều nhận xét đồng tình với Đoàn Thanh Tài. Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng nam diễn viên chỉ muốn gây sự chú ý mà thôi. Không chỉ riêng Đoàn Thanh Tài mà cũng có rất nhiều sao Việt cảm thấy không đồng tình với màn cầu hôn này của Trường Giang. Vì sao Trường Giang vội vã cầu hôn nhà Phương? Hành động Trường Giang cầu hôn nhà Phương ngay trên sóng truyền hình trực tiếp đã thu hút sự quan tâm dư luận. Tối 18 tháng 1, clip Trường Giang cầu hôn nhà Phương ngay trên sóng truyền hình trực tiếp lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người hâm mộ. Đáng nói Trường Giang vội vã cầu hôn nhà Phương, chỉ ít ngày sau lùm xùm cả hai đường ai nấy đi. Trước đó đối diện với tin đồn rạn nứt, cả Trường Giang và nhà Phương đều né tránh hoặc trả lời chung chung về mối quan hệ tình cảm của hai người. Chính vì vậy, việc Trường Giang cầu hôn nhà Phương khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ngay trên sân khấu lễ trao giải Mai Vàng 2017, danh hài Trường Giang đã làm một việc mà theo anh chia sẻ là chỉ làm duy nhất một lần trong đời, không có lần thứ hai. Nhã Phương đã đến, anh biết, em tới với anh là em nhận nhiều cay đắng không phải thuộc về em, nhưng em vẫn nhận. Ngày hôm nay anh làm điều này để những người đàn ông xung quanh em và những bánh bèo lãng vạn trước mặt anh sẽ quay mặt bỏ đi. Và từ hôm nay mọi thứ của anh, tiền bạc, xe cộ, nhà cửa, kể cả hơi thở của anh cũng là của em. Từ hôm nay em có thể gọi anh là chồng và hãy về nhà của anh để sắp xếp lại cuộc đời cho anh. Nếu như hôm nay em không nhận thì ngày mai sẽ không ai thấy anh ở đâu nữa vì không có em, mọi thứ sẽ kết thúc. Trường Giang gửi những lời ngọt ngào tới bạn gái nhà Phương. Theo clip Trường Giang cầu hôn nhà Phương ghi nhận thì nữ diễn viên tuổi thanh xuân thoáng bối rối trước lời cầu hôn có bất ngờ của bạn trai. Cô rụt rè trước khi đồng ý để Trường Giang đeo nhẫn cầu hôn.
Hiện tại Nhã Phương chưa có chia sẻ chính thức nào trước báo giới, còn Trường Giang khẳng định anh quyết định cầu hôn bạn gái vì muốn một lần thể hiện rõ tình cảm chân thành của mình. Quả thật, trong từng câu nói của Trường Giang trước hàng nghìn khán giả, người hâm mộ có thể cảm nhận rõ sự gấp gáp trong hơi thở, sự luống cuống khi anh chạy từ sân khấu xuống nơi Nhã Phương ngồi để trao nhẫn. Trường Giang và Nhã Phương công khai tình cảm sau khi cùng đóng chung phim 49 ngày. Trong khoảng 3 năm qua, cặp đôi trải qua nhiều sóng gió và tin đồn rạn nứt hay tình tay ba. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn chờ đợi một cái kết có hậu trong chuyện tình của họ. Vì sao Quý Bình liên tục ngắt lời Trường Giang khi cầu hôn Nhã Phương? Thay vì chỉ có 30 giây để chia sẻ về giải thưởng của mình, thì Trường Giang chiếm sóng trực tiếp đến gần 3 phút để cầu hôn bạn gái, khiến lễ trao giải Mai Vàng phải kết thúc dở dang. Tối 18 tháng 1, tại lễ trao giải Mai Vàng, Trường Giang khiến hội trường gồm hàng nghìn khán giả ngỡ ngàng khi cầu hôn Nhã Phương ngay sau khi nhận giải. Cụ thể, Trường Giang vừa nói vừa cầm nhẫn trên tay. Tất cả những gì của anh, nhà cửa, xe cộ và cả hơi thở đều là của em. Từ hôm nay em có thể gọi anh là chồng và hãy về nhà của anh để sắp xếp lại cuộc đời cho anh. Nếu hôm nay em không nhận lời thì ngày mai mọi người sẽ không thấy anh ở đâu nữa cả. Ngay sau khi bày tỏ, Trường Giang gần như lao như bay về phía ghế ngồi của Nhã Phương. Đáng chú ý, dường như bất ngờ vì màn cầu hôn đột ngột khiến Nhã Phương khá bối rối. Cô quay mặt đi chỗ khác, mãi đến khi Trường Giang nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy hai mặt, Nhã Phương mới nghẹn ngào gật đầu. Tuy nhiên, hành động lãng mạn này của Trường Giang cũng được cho là đã vô tình chiếm sóng trực tiếp của lễ trao giải Mai Vàng, khiến cho chương trình phát sóng trên truyền hình trực tiếp phải kết thúc ngang khi hai giải thưởng quan trọng nhất là nam và nữ ca sĩ được yêu thích nhất chưa được công bố trên sóng truyền hình trực tiếp VTV9. Trước đó, khi lên nhận giải nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, Trường Giang hỏi MC Quý Bình mình có bao nhiêu thời lượng để phát biểu. Dù nam danh hài đã được thông báo mình chỉ có 30 giây để chia sẻ, nhưng Trường Giang vẫn vô tư dành thời gian để cầu hôn bạn gái. Đầu tiên anh dành lời cảm ơn tình cảm khán giả, rồi nhanh chóng ra hiệu mình vẫn chưa kết thúc phần chia sẻ này. Ngay sau đó Trường Giang lấy ra hộp đựng nhẫn và gửi lời cầu hôn đến bạn gái đang ngồi phía dưới theo dõi. Trong suốt 2 phút đứng phát biểu trên sân khấu, danh hài xứ Quảng bị MC Quý Bình hai lần nhắc nhở khéo vì sợ ảnh hưởng đến thời gian của chương trình. Trong cả hai lần, nam danh hài này đều gạt đi lời nhắc của đồng nghiệp để tiếp tục màn cầu hôn của mình. Tuy nhiên, một số ý kiến khán giả lại cho rằng hành động nhắc khéo của MC Quý Bình kém duyên hay chưa tinh tế. Nhưng ít ai biết được hậu quả đằng sau việc lố sóng truyền hình trực tiếp. Với tư cách là người dẫn dắt chương trình, MC Quý Bình hoàn toàn được phép nhắc khéo Trường Giang trong trường hợp này. Ngay sau đó, trả lời với một trang tin điện tử, đại diện ban tổ chức giải Mai Vàng chia sẻ về việc chương trình bị cắt sóng khi chưa hết phần trao giải. Màn cầu hôn của Trường Giang hoàn toàn bất ngờ, nằm ngoài kịch bản. Về việc hai giải thưởng cuối không được phát sóng, nguyên nhân là do bị quá giờ, nên VTV9 không trực tiếp nữa. Phía ba tổ chức cũng hứa sẽ đưa chương trình đầy đủ lên mạng trong thời gian sớm nhất.